Alo, xin chào các bạn. Nay ta giải cục Rubik nó hơi cũng hơi khó khó ha, nó cũng hơi kỳ kỳ. Nó bạn nhìn clip à, coi tên của nó, quên tên mất tiêu. Rồi, vô, à, bắt đầu mình vô mình lấy mấy hai cái thanh này gì. Để màu trắng ha. Rồi. Kỳ không? Này đưa lên, đưa lên, ok hả? À, R ăn là phải rồi, thấy không? Này bây giờ mình làm mấy bên đây. À, cái này là cạnh này chả gì, vàng vàng xanh, ok không? Vàng xanh bên đây. Vàng xanh nó đi ngược không? Để bên này mình đưa cái thanh này nè, cho nó vô đây không? Để đây, vàng xanh đây, đặt lên F U R U phải R phải F phải. Đây, vàng xanh đây. Đi lên cái hồng vàng xanh, cái bên đây là vàng xanh lá, cái hồng cho nên nó quay như vậy nhưng mà nó nằm vậy nè các bạn. Rồi, bây giờ góc, à, góc này là góc vàng đỏ xanh. Đây giờ nó xanh đây, nhưng mà mình xoay làm sao cho cái mặt đỏ đi lên để mình đưa xuống, xuống xuống lên ha. Để bên này để bên này xoay cũng được, để bên này xoay cũng được. Nhưng là u phải l phải u u l phải u 2 r u l phải u. Vàng đỏ xanh lá được cái này không? Xuống xuống lên lên đây. Rồi ok, làm lộn bên này, bên đây góc đỏ vàng xanh lá đấy không? Cũng vậy nhưng mà có vấn đề là nó nằm gì, nó hơi làm khó làm. Mình đổi bên đây mình làm RU R phải U R U U R phải, công thức nó đổi xéo bạn. Làm hai ba lần cũng đổi xéo. Cái này thì cái mặt mặt đỏ cũng hướng lên mà để đây là không được. Để bên này xây lại RU R phải U R U R phải U 2 I 2 L phải. Các bạn coi công thức phần mô tả không? Này, đưa xuống, 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 lên, lên, ba lần ha. Rồi, ok, các viên cạnh, viên góc xong hết rồi. Nó có một số cái này nó bị thiếu này, mình đưa xuống. Trắng cam đúng rồi. Cái này là còn một viên trắng nữa, trắng đỏ này sai nè không? Trắng đỏ chỗ này. Rồi. Đưa xuống đây, đảo nó qua. R2 UU R2 UU R2 UU. Ok không? Trắng đỏ đây. Mình trả gì mình coi ha, xây nó đây. Trên đây chưa có làm. À, xây lên. Xây lên. Ok không? Ok không? Rồi còn mấy cái viên kia thôi. Quay bên này, làm cho nó dễ chứ không gì chơi các bạn. Này đúng rồi, các viên cạnh. Viên cạnh này chưa có lật lên này không? Để đây là không được.
cho nó qua đây là LU, L phẩy U, L U U, L phẩy, đặt lên, đưa qua đây. À, chưa được nữa. Cái không, để bên này, không. F, U, R, U phẩy, L phẩy, F phẩy. Cái không, giờ chuyển vô đây. Cái màu đỏ, vàng đỏ nằm bên đây nè. R, U, R phẩy, U, R, U, U, R phẩy. Ok không, đầy đủ hết toàn bộ. Các viên gốc đầy đủ hết. Ở đây, trên đây 4 viên gốc. Cái này trắng xanh, mình làm góc này đúng các bạn, trắng xanh không. Bây giờ nó nằm đây là không được, mình giờ nó qua đây nè. U R U phẩy L phẩy U R phẩy L chưa không. U R U phẩy rồi, trắng xanh đây, mình giờ qua đây R U R phẩy U R U U R phẩy. Này, để nó giữ cái viên này các bạn, nó qua đây rồi ha, đúng rồi ha. Rồi, coi ba góc này, rồi mình dời ba góc này. À, U, R, U phẩy, L phẩy, U, R phẩy, U phẩy, an là. Ok ha, hai góc này đúng rồi ha. À, trắng xanh, ok không. Rồi, lật lên, hai góc lật rồi, lật hai góc này lên. R, R, U, R phẩy, U, R, U, U. L phải U2 I2 rồi, ok không. Này, có trường hợp á mà mình lật á, mình bố trí mình lật mà nó còn hai góc xéo đây nè, thì cái này nó khó, cái là nó không có quay I2 được. Nếu mà không có thanh này mình quay I2 ha, còn có thanh này mình cái là mình không có quay I2 được. I2 mình làm công thức nó dướng cái thanh dài này. À, thành ra nhiều khi giờ nó cũng kẹt. À, giờ mình xây hai góc này không? À, RU phải U, RU phải 3 lần ha. RU, R phải U, R, U, U, R phải. Rồi. Ok không? Thì thường cái công thức đó nó sẽ đổi hai cái này, nhưng mà nó không có thay đổi, còn hai góc này nó thay đổi ha, hai góc này nó thay đổi. Rồi mình làm gì nữa ha. L2 D2 ok rồi, mình làm công thức kia, mình giữ cái thanh này mình mới làm mới được 3 lần. Rồi, mình trả về. L2, L2, D2. Đã lên, đã lên. Ok không? Hai góc này xoay lại, xoay lại, xoay lại. Ok không? Giờ mình trả về nè. Ok, rồi. Hai góc này tại nó xoay thôi. Chứ mấy nó cũng đúng rồi. Ok không? À, trả về. Rồi, hai góc này tại nó xoay. Cắt đúng hết. Toàn bộ không? Rồi, cục Rubik cũng hơi khó đó. Nhưng mà nếu mình làm bình thường thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt. À, rồi, cảm ơn các bạn đã xem. À, chúc thành công. Bye bye.